Lẻ đây mệt quá. Chào mọi người. Hôm nay là chủ nhật, ngày 19/2. Ở nhà đi cũng kia đi mộ ông nội. Dù bạn là người tôn giáo nào, văn hóa nào, thì mục tiêu sống chính trong cuộc sống cũng là phần đạo đức. Và ơn phước lớn nhất chúng ta đạt được trong cuộc sống này chính là việc báo hiếu, hiếu thảo và phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi mà cha mẹ ông bà lúc về già. Rồi, chúc mọi người có một ngày chủ nhật tốt lành và một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Rồi xong rồi.